Còn bên kia là Mac Baby, bên mình là cái gì? Roman Fo. Vâng, lại cần. Lại là cần thôi. Roman Fo trước bên mình là cái gì nhỉ? À, Sam Fo. Ở không, thế mà tưởng từng như quân giống nhau nhưng không phải. Trận này sẽ anh máy của No 1 để xem anh chém thể đầu như thế nào. Làm một trận yêu nữa mà No 1 lại anh chém. Mac Baby. Vâng, bài là khá đẹp dành cho Roman trong thời đầu. Vâng, bấy nhiêu lùa về. Vâng, có thêm 2 con voi. Vâng, vàng có luôn. Thiếu bây giờ có lẽ là chỉ là bãi quả phụ thôi. Vâng, những con hươu đang nhảy là hơi khó chịu. Nhưng có lẽ là một sẽ biết cách làm nào để cho những cái đàn hươu này về. Một cặp sư tử. Vâng, tôi thấy tiếng oh yeah. À thì có lẽ là mảnh. Ơ sỏi ôi. Mảnh hên thế rồi. Vâng. Như vậy là đi ăn gỗ lại gặp được bẫy quả. Rất mát. Rồi bài này sẽ một bài Roman khỏe đây. Chắc chắn sẽ bài Roman khỏe. Rồi, vừa câu voi và lùa thêm những vừa câu voi và đi ra ăn bãi quả phụ luôn. Đây sẽ là bài cực khỏe của Roman. Và bao nhiêu dân? Như vậy sẽ là 23 dân của nó một. Chưa đủ thịt kích đâu. Bãi quả là siêu kín. Rồi, tuyệt vời. Trong này tí làm vài cái ruộng nữa thì là mắc bêu. Trong này làm khoảng tầm không có lẽ được 2 cái. 2 cái ruộng ở chỗ này. À không, 1 cái. Và anh vẽ phải thật chuẩn mới được 2 cái. Cắt thêm những con nông dân ra ăn gỗ, lượng gỗ anh sẽ thiếu. Quay trở lại này, anh đánh cung. Đây là Gunny. Gunny đánh cung bài này. Vâng, như có quả phụ sao thì cắt dân đâu nhiều thế rồi. À đây, cũng có quả phụ 26 dân. Đừng bảo là chưa kích đời nhá. Còn kích đời rồi thì sẽ bài lên cực sớm của Phonesian. Chưa kích đời. Nhưng mà những bài bình thường, lưu tiêu. Lưu tiêu, lưu tiêu. Kích. Vâng, vãi quả giữa hai nhà. Bị 1-4 ăn tranh. Hoàng mày nhỉ. Không sao, vẫn đủ đồ. Quay trở lại với bài chém này. Kích đời ở bao nhiêu đây? BB dùng để bỏ bẫy vàng. Tham lai 26 dân của Hoàng mày nhỉ. Mâu 2 lên đời rồi. Mâu 2 thủ cầm Max C. Vâng, lên đời rất sớm. Mà liệu rằng đời 3 thì nó có sớm bằng đầu 1 hay không? Vâng, rất nhiều dân xây. Một trận chắc chắn sẽ là 9. Kích. Vâng, 9-58 với 23 nông dân của Roman. Lực thì vẫn còn nguyên. Ngựa giò sẽ là công giáp đầy đủ. Bên trong còn nguyên một bãi quả đang ăn dở. Đó.
Rồi nâng cấp giáp còn được dò, và đối thủ của nó một ở trong trận đấu này sẽ là ai? Đây rồi, gặp nhiều mùa 2. Vâng. Ui giời, các bạn nhìn thấy ở nhà mùa 2 có, tôi nhìn thấy có tới 3 xác của những của 3 con voi BL thứ hai. Và trọng được thẳng vẫy vàng. Rất mát. Ồ, vòng mùa 2 bây giờ mới xuất do. Thế vậy mùa 2 lên đời thì nó dọa ma thôi. Vòng đời 1 lên sớm như đời 2 lên quá đều bình thường luôn. Đây rồi, đây là những khoanh ruộng của nhà game thủ, của nhà game thủ mô 4. Vâng, nó một xây những cái ruộng nó quá là sát đi. Ok, và một tên chém chưa có bánh xe. Và đây là những con ngựa chém không giáp đầy đủ. Tôi xin chia buồn với Hoàng Mai Nhi. Vâng, mất con ngựa giò nhưng mà không sao, Hoàng Mai Nhi chết rất nhiều dân ở trong tên này. Rồi, tuyệt vời. Một tên chém rất tốt của nó một. Rồi, thêm bãi gỗ nữa nào. Vâng, lên bánh xe càng muộn càng tốt. Và cứ mỗi giây, không, như vậy lên xong bánh xe rồi. Đại anh nói là mỗi giây mà bánh xe chưa lên xong thì vâng, Hoàng Mai Nhi chết một con đồng dân. Vâng, quấy đất cả 20 gỗ, như vậy là chắc chắn rằng mùa 4 sẽ yếu sau tờ này. Rồi, vâng, hai nhà rất gần nhau. Cúc R của nơ 1 của Gunny chỉ cần nở ra phát là gặp nhà BA của Gunny luôn. Bo lại bãi gỗ hợp lý. Ok, mùa 2 có lẽ sẽ là một tên mà tạt cánh thôi. Rồi, mùa 4 bung gần như là hết đi điểm làm ăn rồi. Vâng, anh bùng hai bãi gỗ, anh bùng cả bãi ruộng. Con tên đầu tiên đã được nở ra. Nhưng mà thế này là quá đủ để Gunny cân bản đồ rồi. Mà anh máy của Gunny đóng cái nắp quan tài nào. Nó một đã vẽ cho anh một viễn cảnh nó không thể là tốt hơn. Mô 2 cũng làm tên chéo cánh sang nhưng mà không ăn thua. Nhà nó một ở nhà của Gunny đã khung. Và với cái bài này thì anh chả sợ. Không, có đấy. Vậy nó là chả sợ rồi mới con chém cả. Rồi, chơi đi. 5A dành cho game thủ Gunny. Vẽ thêm một chút ruộng không? Sang bắn nhà ông kia luôn, thắng luôn. Không nói nhiều, đây, đây rồi, dân đi đâu đây? Vâng, dân đâm thẳng với con cùng rồi. Vâng, sang đập nhà BA. Vâng, Hoàng Mỹ resign. Tỷ số được nơi thành, vâng, rút ngắn còn 1-2. Chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ tư trong tuần thứ tư.